Hello mọi người, hôm nay Al mang đến cho các bạn một bộ phim kể về một tổ đội mạo hiểm giả bất hảo, toàn là mấy thành phần gái gú cờ bạc các kiểu kết hợp với nhau tạo thành một nhóm. Không biết cái đám mạo hiểm giả độc lạ Bình Dương này có làm nên cái trò trống gì không đây. Cùng nhau vào phim để biết rõ hơn nghe. Tập 1. Tại thành phố Mê Cung, nơi mà giới trẻ đánh cược mạng sống của mình bằng nghề mạo hiểm giả. Một trong số đó là Nick. Anh ta là chiến binh giáp nhẹ của nhóm mạo hiểm giả lão làng mang tên võ nghệ Bách Ban. Mục tiêu của cậu là chăm chỉ cày cuốc thật nhiều tiền để lo cho cô ghệ và duy trì công việc ổn định giúp nhóm lên hạng A. Mà đời thì đâu có như là mơ, Nick lập tức bị nhóm trưởng khai trừ không lý do. Đến cả người yêu cũng đá anh không hề thương tiếc. Rồi thời gian trôi qua không biết từ bao giờ Nick lại trở thành một con nghiện idol top như vậy. Tiền thì không có mà ăn vậy mà cứ đú theo idol như thế thì chịu rồi. Do đã donate một số tiền lớn cho idol nên là giờ ổng phải đến hội mạo hiểm để tìm đồng đội mới cày cuốc tiếp. Mà sau cả buổi thì Nick vẫn không thể nào mở lời được vì giờ đây cậu không còn tin tưởng vào người khác. Bất mãn trước tình cảnh hiện tại, Nick lê la đến một quán nhậu. Do hết bàn nên là cậu được ghép ngồi cùng với ba người lạ mặt. Theo quan sát thì ba người họ không cùng một đội. Đầu tiên là một cô gái quý tộc trông giống như là ma thuật sư. Đối diện cô ấy là một anh chàng xỉn quắc cần câu. Thông qua quan sát, cậu đoán ra anh ta là một giáo sĩ đã bị khai trừ. Nick còn ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc toát ra từ người anh ta. Kiểu này thì ổng mới đi bị ôm ra chứ đâu nữa. Người cuối cùng là một cô gái thuộc Long Nhân, trông có vẻ rất đáng thương. Sau ít phút thì những cốc bia mát lạnh đã được dọn lên. Nick thầm nâng ly vì tất cả những chuyện tồi tệ mình vừa trải qua và nốc cạn trong một nốt nhạc. Không thể ngờ rằng cả bốn người mới gặp lần đầu đều đồng thanh hét to: "Không thể tin tưởng vào con người!" Rồi cái định mệnh là đây chứ đâu. Sau đó, từng người lần lượt kể ra hoàn cảnh của họ. Đầu tiên là cô gái quý tộc Tiana. Trước đây, cô từng là một học viên xuất sắc thành thạo ma thuật nước và gió của Học viện Ma Pháp. Sư phụ của cô khi ấy cũng rất tự hào về đứa học trò tài năng của mình. Nhưng sau đó, vị hôn thê của Tiana tên là Alex đã vu khống cô quyến rũ giáo viên để sửa điểm mới đạt đến vị trí top 1 của trường. Hắn cũng đơn phương từ bỏ hôn ước với cô để tiến đến một cô gái khác. Kết quả là Tiana đã bị hiệu trưởng buộc thôi học và phải đi bụi xin việc làm nhưng mà không chỗ nào dám nhận. Cuộc đời lâm vào đường cùng kèm theo số phận đẩy đưa khiến cho Tiana lâm vào con đường cờ bạc. Lúc đầu thì ăn đấy nhưng mà sau đó thì đúng như các bạn nghĩ, còn mỗi cái nịt. Qua câu chuyện này, mình sẽ gọi Tiana là cô nàng nghiện ngập nha. Tiếp theo là câu chuyện của anh chàng James. Trước đây anh từng là giáo sĩ duy nhất ở một vùng quê xa xôi và nổi tiếng với nghề bán thuốc. Cô bé Miru sống ở đó rất quý anh nên là thường xuyên hái thuốc giúp James. Mỗi lần như thế anh lại thưởng cho cô bé một đồng xu. Cho đến một đêm, Miru đột ngột thổ lộ tình cảm của mình cho James biết. Nhưng với thân phận của một giáo sĩ, anh không được lựa chọn yêu đương với bất kỳ ai. Miru nghe vậy liền tức giận bỏ đi. Qua hôm sau, binh lính đã đến nhà còng đầu James giam vào ngục vì Miru đã vu khống anh tội ấm dầu. 3 tháng sau, James bị trục xuất, không có ai tin rằng anh bị oan cả. Trải qua nhiều ngày lang thang, James may mắn gặp được một cô chủ nhà tốt bụng và trở thành anh thợ sửa ống nước. Anh ta đã giúp cho cô ấy chữa bệnh đau lưng. Cô chủ nhà khi hết bệnh đã hướng nghiệp cho James trở thành mạo hiểm giả để tự nuôi sống bản thân. Và rồi sau đó anh đã tận hưởng cuộc sống buông thả gái gú rượu chè đến tận hôm nay. Còn về nhỏ Long Nhân thì chuyện dài dòng lắm nên là mình sẽ kể trong tập sau nha. Sau một buổi nhậu nhẹt say quên lối về thì cả đám kéo về phòng của nhỏ Tiana ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, chuẩn bị đường ai nấy đi thì Nick bất ngờ đề nghị họ lập đội với nhau vì tất cả họ đều không tin tưởng vào con người giống nhau. Tập 2. Hôm sau, Nick dắt cả đám đến hội mạo hiểm đăng ký tên cho đội của mình là những kẻ sinh tồn và đưa ra 3 điều nội quy bắt buộc mọi người phải tuân theo. Điều 1. Không can thiệp vào sở thích cá nhân của người khác. Điều 2. Giám sát tiền bạc nghiêm ngặt và điều cuối cùng là nhất định phải sống sót trở về. Sau đó, cả bọn nhận nhiệm vụ chinh phục mê cung Niêm Thủy Quan, một mê cung cấp thấp dành cho những nhà mạo hiểm hạng G mới bắt đầu. Đám quái ở đây chỉ toàn là đám slum ăn cỏ và nhiệm vụ của họ là thu thập ma thạch trong người nó. Đây cũng là nguồn thu thập chính của các nhà mạo hiểm. Vừa khám phá mê cung vừa trò chuyện đã khiến cho cả nhóm bắt đầu hiểu nhau hơn. Nhưng để họ có thể tin tưởng vào đồng đội thì vẫn còn quá sớm vì dù gì thì họ cũng từng bị phản bội nên là rất đề phòng. Tiana ý y mình có phép thuật mạnh mẽ nên là đi không thèm ngó. Kết quả là giẫm phải con gì đó khiến nhỏ té sấp mặt. Cái cú vì bị đám quái tớp rêu làm quê một cục, cô nàng nghiện ngập liền thi triển ma pháp bằng tấn công. Không ngờ điều này suýt tí nữa là tiễn nhỏ rồng Curran về với cát bụi. Cũng may là nhỏ phản xạ kịp thời đã đòn.
Sau lần lỡ tay vừa rồi khiến cho Curran càng mất niềm tin hơn nữa với người đồng đội mới. Cô nghĩ rằng Tiana muốn hãm hại mình, nên kể từ sau đó, chuyện hai đứa con gái trong nhóm đã cạch mặt nhau thấy rõ. Đến khi gặp con boss Mekong thì Tiana lại một lần nữa không bàn kế hoạch với đồng đội mà lao lên tung đòn kết liễu. Kết quả là chất nhầy từ con Slam Chúa đã dính đầy trên người cả đám. Nick chưa kịp nói là con boss này phản ứng với ma lực mạnh nên dẫn đến phân tán dịch nhầy thì nhỏ kia đã tài lanh vậy thì chịu. Sau đó, Nick liền show hết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Lý do Nick tiết lộ như vậy là để mọi người hiểu nhau hơn và độ tin cậy giữa họ cũng tăng lên. Thấy cũng có lý nên là từng người trong nhóm đã nói chân Nick tiết lộ sở trường của họ. Tiana cũng hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi Curran về chuyện lỡ tay lúc sáng và nói rằng bản thân không hề có ý xấu. Cả hai cũng dần có thiện cảm với nhau trở lại. Ở nhiệm vụ tiếp theo, cả đám đang đối đầu với lũ Goblin trong rừng. Tiana thông qua ma lực trinh sát đã phát hiện có khoảng 10 con Goblin trong bán kính 500m gần đó cùng với một con Orc, loài quái vật tiến hóa từ Goblin và có sức mạnh vượt trội gấp 5 lần bọn chúng. Mà mạnh cỡ nào mạnh chứ, Nick biết sừng Orc bán rất được giá nên là liền cùng đồng đội tiến đến đó. Đang khổ nên là làm liều thôi chứ biết sao giờ. Sau khi phân chia tổ đội thì Curran được cử làm chủ lực vì chỉ có sức mạnh của Long nhân tộc mới xuyên được lớp da dày của tên Orc. Mặc dù vẫn còn hoài nghi những người đồng đội mới nhưng mà cô vẫn quyết tâm là sẽ tin tưởng họ một lần. Với sự yểm trợ từ Tiana thì chỉ với một nhát kiếm, Curran đã tiêu diệt được con quái vật khổng lồ này. Sừng của chúng chính là nguồn thu thập chính trong nhiệm vụ này. Trong lúc thu hoạch, Nick vô tình va vào người của Curran khiến mặt dây chuyền của cô ấy nứt ra một vệt lớn. Tập 3. Trong quá khứ, Curran từ dưới quê mới lên thành phố để thực hiện sứ mệnh của tộc Long Nhân. Đó chính là đi theo phò tá cho người mà cô tin rằng sau này sẽ trở thành dũng sĩ giải cứu thế giới. Mới chân ướt chân ráo lên thành phố, Curran đã bị thu hút bởi một quầy trang sức bên đường. Nhưng do không đủ tiền nên là cô phải trả lại mặt dây chuyền cho chủ quán. Nào ngờ ông ta đã gài bẫy cô bắt đền tiền chiếc mặt dây chuyền khi nãy vì nó đã xuất hiện một vết xước lớn. Khi đó, một anh chàng tên là Karios xuất hiện vạch mặt âm mưu của chủ quán. Vì móng vuốt của Curran khác hẳn với vết xước trên cái mặt dây chuyền. Kết quả là tên chủ quán buộc phải tặng Free chiếc mặt dây chuyền cho họ nhằm thoát tội. Sau việc đó, nhỏ rồng tin rằng Karios là một người có tố chất dũng sĩ nên quyết hết lòng phò tá cho anh ta. Nhưng đến một ngày nọ, hắn và đồng bọn đã lộ ra bản chất thối nát của mình khi lừa Curran tấn công vào một con rắn độc khổng lồ. Trong lúc chiến đấu, cô luôn nghĩ rằng đồng đội sẽ ở phía sau bảo vệ mình cho đến khi cô trúng độc và mất đi khả năng di chuyển. Karios biết rõ con rắn to xác này khi gặp nguy hiểm sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh phun ra khói kịch độc. Sau đó, nó cũng sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian. Curran đối với hắn chỉ đơn giản là một vật thế thân để chúng có thể lấy ma tạch ra khỏi người nó mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Giờ đây, cô chỉ đành bật khóc khi mà lòng tin của mình bị chà đạp một cách không thương xót như vậy. May mắn thay, thể chất vượt trội của Long nhân tộc đã giúp cô sống sót trở về. Không chỉ bị Kalios phản bội mà hắn còn lấy cắp luôn cả bảo ngọc Long Vương của cô rồi cao chạy xa bay khiến cô rất đau khổ. Từ đó, ngày này qua ngày khác, Curran luôn tìm kiếm hắn ta để lấy lại viên ngọc quý giá của Long nhân tộc, nhưng mãi không có tin tức. Trong lúc đi tìm, Kalios nhỏ rồng đã gặp được thêm một người có khí chất dũng sĩ nên quyết định đi theo anh ta. Mà xui cái là cha nội này được mệnh danh là độc cô cầu thực, chuyên đi quay vlog ăn uống. Đi theo ổng cả năm trời chỉ có ăn ở mấy cái quán ngon thôi chứ chả làm gì khác. Đến khi cháy túi thì cô mới biết rằng Jen này không đủ được nữa nên là thôi đành bỏ cuộc. Sau đó cô đi vào quán nhậu và gặp mấy đứa ất ơ cùng chung lý tưởng nên mới lập thành đội ấy chứ. Tập 4. Hiện tại nhóm của Nick đã lên được hàng F và nhiệm vụ tiếp theo của họ là tìm kiếm một thanh kiếm mang về cho hội mạo hiểm. Số tiền ở nhiệm vụ khá cao nên cả nhóm liền đồng ý lên đường ngay lập tức. Với sức mạnh từ Kura thì đám quái nhỏ xuất hiện dọc đường đã bị quét sạch. Cả nhóm cũng nhanh chóng đến được căn phòng bí mật nơi cất giữ thanh kiếm. Tiến vào bên trong căn phòng, Nick đã thấy được thanh kiếm, mà không biết sao nó chỉ có mỗi cái chuôi chứ không có lưỡi kiếm. Ngoài ra, thanh kiếm quái dị này còn nói chuyện được nữa. Nó giới thiệu bản thân là tình thân kiếm, một món vũ khí tinh thần cấp thiên sứ trong truyền thuyết. Chỉ những người coi trọng bạn bè và tình nghĩa anh em mới có thể kích hoạt sức mạnh của lưỡi kiếm. Ngay khi thanh kiếm được cầm lên thì thủ hộ giả của nơi này cũng đã xuất hiện. Nó là một con golem nhầy nhụa có khả năng phản lại đòn tấn công ma pháp của đối thủ. Curran không may bị trúng đòn phản lại khiến cô bị thương nhẹ. Các đòn tấn công vật lý hầu như là không thể gây sát thương lên người nó nên là việc đánh bại tên quái vật này với Nick là gần như không thể. Cả nhóm nhận ra chỉ còn cách là tiêu diệt nó thì mới có thể rời khỏi đây cùng với thanh kiếm. Trong lúc Nick gần như tuyệt vọng khi đối mặt với tên golem thì cậu liền sử dụng thanh kiếm. Nhưng vừa lao đến thì cậu liền ăn ngay một đấm từ con golem gãy vài cái xương sườn. Thế vậy, Curran liền lao nhanh đến chiếc hố Nick rơi xuống của cậu, còn những người khác thì ra sức cầm chân tên quái vật.
Quran sau đó cũng tìm được nick bên dưới đống đổ nát. Cả hai đã dành ra vài phút để tâm sự tuổi hồng trong khi phía trên nhỏ Tiana nó đang gánh còng lưng khống chế tên Gollum. Cuối cùng, sức mạnh tình thân của thánh kiếm đã phát huy khi tạo ra được một bản thể giữa nhỏ rồng và nick. Chỉ với một nhát chém, con quái vật nhầy nhụa đã đắp chiếu tại chỗ khi lõi của nó bị phá hủy. Quran và nhóm trưởng cũng tách ra khỏi tình trạng hợp nhất sau khi tên Gollum bị hạ. Sau đó, cả nhóm liền mang thánh kiếm về bán lại cho hội mạo hiểm, nhưng nó chỉ là hàng dỏm mà thôi. Thánh kiếm thực sự đã biến thành một cậu nhóc tên là Kizuna và trở thành đồng đội thứ 5 của nhóm những kẻ sống sót. Tập 5, Nick sau khi có tiền đã vung tay quá chán donate cho idol nên là giờ rầu thúi ruột. Phải chi mà lúc đó không có chơi ngu thì giờ đâu có phải hối hận. Không chỉ mỗi thằng trưởng nhóm là tiêu hoang đâu, mà cả đám đều như vậy. Mới bán thánh kiếm phách được cả đống tiền vậy mà có một đêm thì chỉ còn vài xu lẻ. Đám kia thì chắc tài xỉu gái gú với ăn uống hết rồi còn đâu. Thôi thì mấy anh em ta cùng nhau cày cuốc kiếm lại thôi chứ trách ai bây giờ. Từ khi có Kizuna tham gia vào nhóm những kẻ sinh tồn thì cả bọn cảm thấy đúng kiểu không làm mà có ăn luôn á. Đến cả thân quỷ La Sát cũng không thể ngăn cản được bước tiến của cô cậu này. Vừa đến nơi thì nhóc thánh kiếm đã một mình lao lên bật co với nó. Không chỉ là một thanh kiếm hùng mạnh mà khi ở hình dạng con người, Kizuna còn có thể sử dụng được ma thuật thần giao cách cảm và một sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hầu như các đòn vật lý thông thường đều bị vô hiệu trước cậu nhóc. Ngoài sức mạnh thể chất vượt trội cùng với tốc độ nhanh như chớp thì nhóc thánh kiếm còn có thể sử dụng được các phép thuật cấp cao như là phân thân chiêu thuật của ninja làng lá hạ sát tên quái trong một nốt nhạc. Khi hoàn thành nhiệm vụ có được tiền thì cả đám liền rủ nhau đi ăn, mà chỉ có ba đứa là thật sự đói thôi chứ cô nàng nghiện ngập Tiana lại đi lắc tài xỉu với đua rồng rồi. Thánh bia ôm Gem thì như cái tên á, khỏi nói cũng biết ổng đi đâu rồi nha. Không biết xui sao mà Quran và Kizuna lại chọn ngay cái quán ăn trước đây thằng nít nó hay dắt nhỏ ghẹ cũ đến ăn. Quả nhiên khi bước vào trong thì cậu gặp lại con mẻ đang ngồi gã kèo một thanh niên ngu dốt giống như là nít lúc xưa. Không thể để thế giới này có thêm một đứa ngu được sản xuất nữa nè, cậu liền bước đến vạch mặt ả ta cứu thoát cho thanh niên ngáo ngơ thoát khỏi một vụ lừa tình thế kỷ. Con nhỏ kia thì quê một cục bỏ đi trong cây cú, nhìn tướng đi là thấy quỷ yêu rồi chứ đâu phải là người thường. Trong lúc nít đang ngồi họp với tổ đội thì nhỏ ghẹ cũ tên là Claudia lại dắt theo một thằng đầu gấu bên thiết hổ đội tên là Leon đến kiếm mối với cậu. Không nhiều lời, Nick liền rủ thằng đô con này ra khách sạn. À nhầm, đi quýnh lộn mày. Ai ngờ đến nơi thằng Leon liền xin lỗi Nick vì hắn đã biết rõ bộ mặt của con đàn bà xấu xa kia. Nhưng khi tên này dụ dỗ Nick bán đứng những người đồng đội của mình để kiếm tiền thì liền ăn ngay một đấm từ cậu. Dù gì đi nữa thì cậu sẽ không bao giờ ăn những đồng tiền xương máu từ anh em của mình. Tưởng đâu thằng Leon bị đập cho ra bã rồi chứ hên là một tên bên thiết hổ đội đã có mặt giải cứu. Thế trận 2-1 thì không chột cũng què, nhưng 500 anh em của Nick đã có mặt kịp lúc. Ba hội trưởng hội mạo hiểm cũng xuất hiện chứ không là hôm nay chôn xác hai thằng nó ở đây rồi. Thông thường việc các mạo hiểm giả gây chiến cũng không phải là hiếm nên là bà đề nghị họ cùng nhau tham gia vào một trận quyết đấu giải toán đấm bốc để phân thắng bại. Tập 6. Luật thi đấu được hội trưởng mạo hiểm thông báo đến cả hai bên. Tổng cộng có 10 hiệp đấu, mỗi đội sẽ có một người giải toán và một người đứng ra đấm bốc. Mỗi hiệp độ khó của câu hỏi sẽ tăng lên theo từng vòng. Đội nào hơn đối phương 10 điểm giải toán thì sẽ được đấm một phát lên người còn lại trong tình trạng không được phòng thủ. Xui sao nhỏ của Ron nó dốt toán nhất đám lại bốc thăm trở thành người giải toán. Kiểu này thì thằng nít chuẩn bị tinh thần ăn no đòn đi là vừa. Đồng đội thấy đội trưởng sắp ra trận nên là cũng giúp ôn bài cho nhỏ rộng xíu. Ai ngờ bà nội này càng học thì càng ngu thì chịu rồi. Trong khi đó, Gem được nick cử đi đến quán bia ôm. Mà không chỉ để ôm thôi đâu mà ổng đến đây là để điều tra về thiết hổ đội. Thông qua manh mối có được, anh biết rằng nhóm kia nhất định sẽ chơi xấu, nhưng chưa biết chúng sẽ làm gì nên là cả nhóm của Nick đành phải chờ thời cơ vào hôm sau. Cuối cùng, trận quyết chiến đấm bốc cũng diễn ra. Bên phía đối thủ, nhỏ người yêu cũ của Nick là người giải toán cho thằng hổ báo Pleon đứng ra đấm bốc. Nhỏ Kuran nhìn cái đề thì biết hết đó, nhưng mà khổ nỗi không có biết đáp án thôi. Nick lúc này dùng hết sức để tấn công nhưng mà tên kia lại phòng thủ và câu giờ. Đến khi hết hiệp 1, Kuran giải toán thua Claudia 10 điểm. Nên Nick đành phải đưa thân cho thằng Gia Châu khi đấm một cú học máu. Nhiều hiệp sau đó, Nick bị đấm không chịu phát nào. Kuran thì càng lo lắng cho cậu nên là cũng không thể làm tốt được việc tính toán. Dù vậy, cậu vẫn không hề trách móc đồng đội mà ngược lại còn động viên cô ấy. Tiana dùng ma nhãn của mình quan sát khu vực xung quanh nhưng không hề thấy nguồn ma lực nào khác. Nick thì lúc này vẫn bị ăn đấm thay cơm. Cơ thể cậu giờ còn tả tơi hơn cả cái mền rách. Thấy tình thế không khả quan, cô nàng nghiện ngập đành nói với trọng tài gộp hết tất cả câu hỏi khó lại giải cho một lần. Claudina thấy vậy nên liền nhờ người đồng đội của mình dùng ma thuật truyền tin bấm máy giải toán xong đọc đáp án chứ đề càng ngày càng khó giải kiểu nào được. Kết quả chưa tới 5 phút, Tiana đã phát hiện thấy nguồn ma lực phía bên kia tòa tháp.
tên đồng đội của Thiết Hổ đội cũng đã bị tóm ngay sau đó. Chống tài đã hủy đi trận đấu và báo công an bắt cả đám vào tù. Đây cũng là cái kết cho những kẻ chơi xấu đáng phải nhận. Tập 7, Leon bị bắt về nhà tù, tại đó hắn bị một tên lính tra khảo về ma kiếm mà bản thân hắn đã cướp được. Thấy tên lính đã biết quá nhiều, hắn đành triệu hồi phá diệt kiếm, tước đi mạng sống của anh ta rồi vượt ngục. Sau trận thắng ở giải đấm bốc, cả nhóm cũng kiếm được kha khá tiền. Tiana lại đâm đầu vào mấy cái trò cờ bạc tại casino. Jem thì tiếp tục đi bia ôm cho biết mùi đời. Còn lý do Nick có mặt ở sòng bạc là vì thằng nhóc Kizuna nghe nói kem ở sòng bạc ngon lắm nên ổng đành dắt nó đi. Trong lúc Tiana đang ăn rất nhiều tiền thì đột nhiên một tên ma vật hung hãn đã xuất hiện gây náo loạn. Hắn không ai khác mà chính là Leon trong hình dạng hóa quỷ bởi ma kiếm. Mục đích hắn tìm đến đây là để trả thù Nick. Leon đến uy hiếp Tiana để moi thông tin về vị trí của Nick, nhưng cô bất chấp nguy hiểm không hề hé môi nửa lời vì muốn bảo vệ cho đội trưởng. Không thể moi được thông tin gì, Leon định giết chết cô ấy thì bất ngờ Nick xuất hiện đỡ đòn. Hai thanh kiếm báu vật truyền thuyết cũng chạm mặt với nhau. Tên ma kiếm nhận thấy đối thủ của hắn là tình nhân kiếm nên cũng không thể khinh suất. Hắn liền dùng hết sức mạnh truyền vào người Leon khiến cơ thể trở nên to xác và hóa quỷ. Cùng lúc đó, Nick và Tiana cũng đồng lòng sử dụng sức mạnh của tình nhân kiếm hợp thể thành một kiếm sĩ tóc dài. Dù là kiếm sĩ nhưng mà khi kết hợp với Tiana thì sức mạnh chủ yếu chính là ma thuật băng. Nhưng với sức mạnh hiện tại của ma kiếm thì Leon dễ dàng thoát ra khỏi khống chế và bắt đầu tàn phá cả sông bạc. Rất nhiều người vô tội đã bị liên lụy. Sâu trong tiềm thức, thanh ma kiếm vẫn đang cố lấn át lý trí của Leon. Nhưng đến cuối cùng ý chí của hắn đã thắng được tà niệm của thanh kiếm. Khi hắn vừa buông tay khỏi thanh kiếm thì liền bị hợp thể của tình nhân kiếm đóng băng lại. Leon sau đó cũng đã bị bắt lại vào nhà giam. Tập 8. Tập này là một tập ngoài chuyện nên mình lướt qua nghe. Tập 9. Trong lúc Jem đang vui vẻ từ quán bia ôm trở về nhà thì bất ngờ khi chứng kiến một vụ bắt cóc diễn ra ngay trước mắt mình. Thông qua thần giao cách cảm, Kizuna liền nhận ra Jem đang gặp nguy hiểm nên liền báo ngay với Nick. Cả hai chạy đến con hẻm thì thấy Jem đang bảo vệ một cô gái còn tên bắt cóc thì thoát ẩn thoát hiện như là thuộc tàng hình của ninja. Nhưng mấy cái trò trẻ con này thì đâu có làm khó được Kizuna, chỉ với vài chiêu phân thân truy thuật thì hắn đã bỏ chạy mất dép. Khi đưa cô bé đến nơi an toàn thì cả bọn biết rằng tên bắt cóc khi nãy có biệt hiệu là Stepping Man, một kẻ đang bị truy nã về tội bắt cóc trẻ em. Lý do cô bé biết rõ về hắn là vì mẹ cô cũng là một đại cao thủ đang truy lùng hắn ta. Nhưng có lẽ tên Stepping Man này là cao thủ ở Bình Dương nên đã dùng tà môn ngoại đạo khiến mẹ cô bé nhập viện đến giờ chưa ra được. Cô bé thấy James xả thân cứu mình nên rất ngưỡng mộ anh, tính chạy lại ôm cái may mà nó cản lại kịp. Con gái mà lại gần thánh bia ôm thì nguy hiểm lắm. Thế là Jem đành phải hẹn cô bé 15 năm sau rồi hãy bái ổng làm sư phụ, chứ giờ thì đừng nên lại gần ổng. Ngay hôm sau, Nick dẫn 500 anh em đi đến gui thợ săn tiền thưởng để tìm thông tin về Stepping Man, nhưng không thu được gì. Hiện tại, chỉ có một tên đang bị truy nã là khả nghi nhất nên thôi là đành nhận nhiệm vụ để kiếm thêm ít tiền. Một tên da đen trong đó thấy đám Nick ranh của Nick đòi làm thợ săn tiền thưởng liền chế giễu. Tiana nhân cơ hội đó rủ cả đám trong quán đặt cược nếu họ sống sót trở về thì đám kia phải chung tiền. Theo manh mối có được, nhóm của Nick đi đến hang ổ của bọn nghiện ma tuế để tra khảo thêm thông tin. Đầu tiên là cả đám đành bước đến chào hỏi người gác cổng. Ông ấy cảnh báo nhóm của Nick không nên làm phiền đến một người tên là Nagava nếu không muốn chết. Khi cả đám vào sâu thì tụi nghiện đứng ra chặn đường xin tiền bảo kê. Kết quả là bị nhóm của Nick đập cho một trận ba má nhìn không ra. Yếu mà bày đặt ra gió hả mày? Họ cũng đã có được thông tin của kẻ trên tờ truy nã liền tiến đến bắt hắn trong lúc đang hành sự với một gái làng chơi. Khi bước ra ngoài, cả đám liềm chạm với một người đàn ông chọc đầu tên là Nagava. Nhưng khi nghe được tên học trò của mình, chuyện xấu gì cũng làm trừ giết người thì ông không ngăn cản nữa, đành để cho nhóm của Nick áp giải hắn về lãnh thưởng. Tiền cược thua của tên da đen được Tiana đem ra đại quán một chầu khiến ai nấy đều vui mừng. Chỉ có mỗi ổng là đang rầu vì sắp đến hạn tiền nhà tiền điện. Tại đó, Nick thấy được một cô gái nhà báo hay phát kẹo cho trẻ em nên liền nghi ngờ cô ấy là Stepping Man. Nhưng khi vừa hỏi được vài câu thì cô gái ấy đã dùng thân pháp nhanh nhẹn bay thủng nóc nhà tẩu thoát khiến cả bọn đứng hình. Tập 10. Cô bé được Jem cứu khi trước đã dẫn mẹ của mình đến gặp nhóm của Nick để điều tra thêm thông tin về Stepping Man và cảm ơn họ vì đã cứu con gái của cô. Mẹ của cô bé cũng khuyên Nick là nên rút lui vì tên Stepping Man này không phải là một kẻ dễ đối phó. Dù biết thực lực của những kẻ sinh tồn chưa đủ để đánh bại hắn ta, nhưng Nick không thể làm ngơ trước việc từng đứa trẻ bị bắt cóc như vậy. Cậu đã xin cô chỉ cách để đối phó với hắn ta và được cô ấy nhận lời. Đầu tiên cả đám được thưởng món súp nấm vinh quang để bộc lộ ma lực tiềm tàng trong cơ thể. Vì chỉ có như thế họ mới đủ sức để đối đầu với Stepping Man. Sau đó là những bài tập giữ thăng bằng với độ khó cực cao vì tên mà họ đang đối đầu sở hữu thân pháp vô cùng nhanh nhẹn.
khi đã có đủ bản lĩnh cả nhóm liền tổ chức vây bắt Stabilman, nhưng một lần nữa hắn đã nhanh chân chạy thoát. Hôm sau trên đường đi điều tra, Nick đã chạm mặt với cô nàng nhà báo Olivia khi trước. Khi đánh đấm một hồi thì cậu mới biết là cô ấy không phải là tên Stabilman vì cái tính nhỏ này khùng khùng với nói nhiều lắm. Đang thiếu nhân lực nên là Olivia đã đồng ý tham gia vào nhóm của Nick để truy xét kẻ bắt cóc. Theo thông tin mà Olivia điều tra được thì có một xác chết trẻ em có liên quan đến Stabilman. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, Sam nhận thấy cái xác không có gì bất thường. Nhưng khi kiểm tra bên dưới cái xác thì họ thấy được một mảnh vỡ của Huyễn Vương Bảo Ngọc. Nó có khả năng ngăn cản nhận thức của thi thể. Nhờ đó mà cái xác đã qua mặt được cuộc điều tra của hiệp sĩ Đoàn Thái Dương, đội chuyên về quản lý trật tự ở thành phố này. Lúc này các dấu hiệu trên thi thể cũng xuất hiện và nó đã cho thấy rằng cô bé này từng mắc bệnh quỷ vàng, một căn bệnh lây nhiễm cực cao qua đường tình dục và đường máu. Manh mối quan trọng vừa rồi đã phần nào hé lộ thông tin của kẻ bắt cóc mà họ đang truy lùng. Tập 11. Rất nhanh, Nick đã chặn đường Tebbinsman ở trên mái nhà vào đêm hôm sau. Cả hai liền chào hỏi nhau bằng vài đường quyền cơ bản. Cậu biết được thân phận của ông là Nagava nên liền gọi tên ông ấy. Ngay lập tức, phép thuật ẩn thân của ông đã mất đi tác dụng. Sau đó, Nick cố ý đánh thẳng vào người lão cho mái nhà sập xuống, vì ở bên dưới những người đồng đội của cậu ta đã chờ sẵn vây bắt lão ta. Trước đây, Nagava có một cô con gái vô tình chạm vào máu của một bệnh nhân mắc bệnh quỷ vàng và bị nhiễm bệnh. Mục đích thật sự của ông ta khi bắt cóc những đứa trẻ là để nghiên cứu phương pháp chữa căn bệnh quái ác này. Vì có như thế thì cái chết của con gái ông mới không trở nên hoang phí. Nhóm của Nick quán triệt tư tưởng một lúc thì ông ta cũng đã hiểu ra việc làm của mình là sai trái. Nagava chấp nhận trả giá cho những hành động tội lỗi của mình. Ngay lúc đó, đột nhiên một kẻ mặc đồ đen xuất hiện tấn công thẳng vào người của Nagava để bịt đầu mối. Vì hắn ta chính là kẻ kiếm tiền từ Huyễn Vương Bảo Ngọc được bán ở chợ đen. Tiana và Curran đứng ra cố tấn công vào hắn, nhưng ngay sau đó là họ liền bị đánh cho lên bờ xuống ruộng cho một đòn duy nhất. Olivia cũng kịp thời có mặt tham chiến với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, nhưng có vẻ đòn tấn công của cô chẳng thấm vào đâu cả. Cùng lúc đó, James và Nick cũng đã hợp thể bằng sức mạnh của thánh kiếm. Thấy đối thủ khó nhằn trước mắt nên là tên giáp đen liền dùng ma thuật đại xích ban để giam cầm Olivia trong trường trọng lực. Tưởng chừng như cô sẽ bị nghiền nát thì bằng một cách nào đó Olivia đã thoát ra khỏi khống chế của hắn. Bên phía còn lại, cơ thể hợp nhất của Nick và James liên tục tấn công với tốc độ chóng mặt nhưng cũng không thể làm hắn ta chạy sức được. Cứ ngỡ là tên giáp đen sẽ thay đổi cục diện thì từ đằng sau thánh kiếm trong dạng hợp nhất đã bay đến như một chiếc boomerang cắm thẳng vào mặt hắn ta. Thấy kèo này khó nhai nên là hắn liền nhanh chân bỏ chạy và để lại một vụ nổ khủng khiếp. Nhóm của Nick tỉnh lại thì tên giáp đen đã bỏ đi mất. Ông Nagava biết bản thân mình không sống được lâu nữa vì ông cũng mắc bệnh quỷ vàng nên James đành dùng ma pháp giúp ông chết một cách nhẹ nhàng hơn. Căn phòng cũng nhanh chóng đổ sập xuống nên nhóm Nick đành phải rời khỏi đó. Tập 12. Sau trận chiến với Stabilman, nhóm của Nick phải nằm liệt giường một thời gian. Không chỉ chịu tổn thương về thể chất mà họ còn gánh những nỗi muộn phiền riêng. James hiện tại đã trở thành thầy thuốc thay thế cho ông Nagava. Dù ông ta đã làm những việc trái đạo đức nhưng mà không thể phủ nhận việc cứu người của ông ấy suốt thời gian qua. Tiana vẫn đến trường đua rồng để cờ bạc. Nhưng giờ cô nhận ra rằng khi thắng chả vui sướng gì cả. Thắng rồi thua, không lỗ cũng chẳng lãi nên là việc tốt nhất hiện tại là ăn một món ngon lành. Cả đám những kẻ sống sót cũng tập trung lại với nhau. Nhưng từ sau nhiệm vụ Stabilman thì có một khoảng cách giữa mọi người. Ai cũng phải đang đấu tranh dằn vặt một thứ gì đó. Và vụ án về nhân vật mặc giáp đen đến hiện tại vẫn là một ẩn số. Olivia vẫn đang điều tra về Huyễn Vương Bảo Ngọc ở chợ đen cùng với nhóm của Nick. Không biết rằng những con người từng bị mất đi lòng tin của mình có thể cứu được thế giới hay chăng? Muốn biết thì chờ xem phần tiếp theo trong season 2 nha. Mà tụi mình thì vẫn chưa có thông tin gì từ nhà sản xuất là khi nào ra season 2. Hẹn gặp lại mọi người ở video khác thôi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.